Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, không phải là anh chàng nam chính mạnh mẽ nào cũng chọn việc khoe khoang ra sức mạnh của mình nhằm tranh giành quyền lực. Thay vào đó lại có rất nhiều trong số họ chọn giấu nghề để sống một cách yên bình. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime có main mạnh mẽ lại luôn giấu nghề. 10. Tsukiga Michibiku Isekai Doju, thể loại Philly Fantasy. Câu chuyện giả tưởng xoay quanh Makoto Misumi, một nam sinh trung học bình thường được triệu hồi đến một thế giới khác với tư cách là một chiến binh dũng cảm. Thật không may, nữ thần của thế giới đã nói với vẻ khinh bỉ: mặt cậu thật xấu xí, tước bỏ danh hiệu của anh ta và đẩy anh ra rìa ngoài cùng của vùng hoang dã. Trong khi đi lang thang trong vùng hoang dã, Makoto đã gặp phải rồng, nhện, orc, người lùn và tất cả các loài không phải là con người khác. Do sự khác biệt về môi trường sống so với thế giới quê hương, Makoto giờ đây thể hiện sức mạnh phi thường trong phép thuật và chiến đấu. Vì vậy anh ta sống sót trong thế giới này trong khi đối phó với nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau. Bức màn mở ra về tưởng tượng cải cách xã hội ở thế giới thay thế của một cậu bé bị thần thánh và con người bỏ rơi. 9. Tales of Symphonia, thể loại hành động Philly Fantasy võ thuật. Hai thế giới cùng tồn tại nhưng cả hai đều không biết về sự tồn tại của thế giới kia. Để thế giới này phát triển mạnh mẽ, thế giới còn lại phải bị diệt vong. Trên thế giới đang diệt vong, một người được chọn được cử đi trên hành trình khôi phục năng lượng của thế giới đó bằng cách đánh thức các tinh linh và trở thành một thiên thần. Colette Brunel, một người được chọn của Simvarant, bắt đầu cuộc hành trình cùng với những người bạn thân nhất của cô, Lord Evin và Genis Sage. Khi họ đi xa hơn, họ gặp nhiều bạn bè hơn và thậm chí nhiều kẻ thù hơn, trong khi họ càng hiểu thêm về sự thật đằng sau sự tái sinh của thế giới. 8. The King's Avatar, toàn chức cao thủ, thể loại hành động phiêu lưu hài hước manh hua seinen đời thường. Trong trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, Glory Diệp Thu được biết đến với tư cách là người chơi cấp cao nhất. Do một loạt các tình huống, anh ấy buộc phải bị đuổi khỏi đội chuyên nghiệp của mình. Sau khi rời khỏi sân chơi game chuyên nghiệp, anh ấy đến sống tại một quán internet cafe với tư cách là một trong những người quản lý. Khi Glory ra mắt máy chủ đời thứ 10, anh ta đã lao vào trò chơi một lần nữa. Được trang bị 10 năm kinh nghiệm chơi game, ký ức về quá khứ và một vũ khí tự chế không hoàn chỉnh, cuộc hành trình trở lại đỉnh cao của anh ấy bắt đầu. Sau những âm mưu và mưu kế, ai đã lấy đi vinh quang của tôi? Dù cho ở dưới cơn bão, hy vọng của tôi sẽ không bao giờ bị tiêu tan. Trong sự tráng lệ của nó, con đường sẽ không bị mất. Đối với tôi, sẽ trở lại. 7. Plunderer, thể loại hành động fantasy ecchi shonen. Axiel là một thế giới được cai quản bởi Count. Những con số được khắc trên cơ thể của một người đại diện cho bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc đời của họ. Những count này xác định địa vị xã hội và quyền lực của một người tại ACL. Nếu count bằng 0, người đó sẽ được đưa đến Abyss, một nơi được đồn đại là còn tồi tệ hơn cả cái chết. Hina, một người du hành mà count dựa trên quãng đường mà cô ấy đã đi, đã chứng kiến mẹ cô bị kéo xuống Abyss, quyết tâm hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình. Cô bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm các Aces huyền thoại, những anh hùng của cuộc chiến xảy ra 300 năm trước, mang một ngôi sao trắng bên cạnh cao của họ. Trong khi đi lang thang, Hina gặp Lichback, một người đàn ông đang bặt nạ bí ẩn với cao âm, và Nana, chủ của một quán rượu. Giữa lúc vui vẻ, Hina bị lừa vào một trận chiến với một người lính trong quân đội. Tuy nhiên, bất chấp số cao âm của mình, Lich đã giải cứu Hina và tiết lộ anh ta có một cao khác, một người có ngôi sao trắng, một Ace huyền thoại. Plunderer dõi theo hành trình của Hina và những cư dân khác của ACL khi mà họ khám phá ra sự thật về thế giới của họ, Abyss và các Aces huyền thoại. 6. Mob Psycho 100, thể loại hành động hài hước đời thường siêu nhân. Shigeo Mot Kagehaya, một học sinh lớp 8 đã sử dụng được năng lực ngoại cảm bên trong của mình khi còn nhỏ. Nhưng sức mạnh nhanh chóng chứng tỏ là một trách nhiệm khi mà anh ta nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng trong các kỹ năng của mình. Lựa chọn để ngăn chặn sức mạnh của mình,
Mục đích duy nhất hiện tại của Mode cho khả năng của mình đó là gây ấn tượng với crush lâu năm của cậu ấy, Tsubame, người sớm chán nản với những chiêu trò tương tự. Để tăng cường khả năng kiểm soát các kỹ năng của mình, Mode gia nhập dưới sự dẫn dắt của Arataka Rengay, một kẻ lừa đảo tự xưng là một nhà ngoại cảm, người khai thác sức mạnh của Mode để làm giàu. Giờ đây, việc xua đuổi tà ma theo lệnh đã trở thành một phần trong cuộc sống đơn điệu hàng ngày của Mode. Tuy nhiên, năng lượng tâm linh mà anh ta sử dụng hầu như chỉ là phần nổi của tảng băng. Nếu tiềm năng rộng lớn và cảm xúc không được kiềm chế của anh ta bùng phát, một sự kiện đại hồng thủy khiến anh ta hoàn toàn không thể nhận ra sẽ được kích hoạt. Sự tiến triển đối với vụ nổ của Mode đang tăng dần và cố gắng ngăn chặn nó là điều vô ích. Năm, Noragami, thể loại hành động phiêu lưu hài hước siêu nhân shonen. Trong những lúc cần thiết, nếu nhìn đúng chỗ, bạn có thể thấy một số điện thoại lạ được vẽ nguệch ngoạc màu đỏ. Nếu gọi vào số này, bạn sẽ nghe thấy một thanh niên tự giới thiệu mình là thần Yato. Yato là một vị thần nhỏ và tự xưng là thần giao hàng, người mơ ước có hàng triệu người thờ phụng. Tuy nhiên, không có một ngôi đền thờ nào dành riêng cho tên của anh ấy. Các mục tiêu của anh ta còn lâu mới thành hiện thực. Anh dành cả ngày để làm những công việc lặt vặt với giá 5 yên mỗi người. Và cho đến khi đối tác, vũ khí của anh ta chán ngấy cái ông chủ vô dụng và đã bỏ rơi anh ta. Mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ đối với vị thần này. Vận may của anh ấy thay đổi khi một nữ sinh cấp 2, Hiyori Iki, được cho là đã cứu Yato khỏi một vụ tai nạn xe hơi và phải gánh chịu vụ tai nạn thay cho anh ấy. Đáng chú ý, cô ấy sống sót, nhưng sự kiện này đã khiến cho linh hồn của cô ấy trở nên lỏng lẻo và do đó có thể rời khỏi cơ thể của cô ấy. Hiyori yêu cầu Yato đưa cô trở lại trạng thái bình thường, nhưng khi biết rằng anh ấy cần một đối tác mới có thể làm được điều đó, thì cô miễn cưỡng đồng ý giúp anh ta tìm một người. Và với sự trợ giúp của Hiyori, vận may của Yato cuối cùng cũng có thể xoay chuyển. Bốn, Kiseju Seino Kakurisu, thể loại hành động drama kinh dị viễn tưởng tâm lý seinen. Đột nhiên họ đến, những người ngoài hành tinh ký sinh xuống trái đất và nhanh chóng xâm nhập vào nhân loại bằng cách chui vào não của những mục tiêu dễ bị tấn công. Những sinh vật này có được toàn quyền kiểm soát vật chủ của chúng và có thể biến đổi thành nhiều dạng khác nhau để ăn những con mồi khác. Học sinh trung học 16 tuổi Shinichi Izumi trở thành nạn nhân của một trong những con ký sinh trùng này, nhưng nó không thể chiếm lấy não của cậu. Thay vào đó, nó lại nằm trong tay phải của cậu. Không thể di rời, ký sinh trùng bây giờ có tên là Migi, không còn cách nào khác phải dựa vào Shinichi để duy trì sự sống. Vì vậy, cặp đôi bị buộc phải chung sống không dễ dàng và phải tự bảo vệ mình khỏi những ký sinh trùng thù địch với hy vọng loại bỏ mối đe dọa mới này đối với loài của chúng. Ba, Charlotte, thể loại drama học đường siêu sức mạnh. Trong khi bề ngoài Yu Otosaka dường như chỉ là một thiếu niên thông minh và đẹp trai, thì anh ta có một bí mật, anh ta có khả năng đi vào tâm trí của mọi người và kiểm soát hoàn toàn cơ thể của họ trong 5 giây. Yu đã sử dụng kỹ năng này trong nhiều năm để đạt được điểm cao và giúp cậu có thể vào được một trường trung học danh tiếng. Khi nào Tomori bí ẩn phát hiện ra Yu sử dụng sức mạnh của mình, cô ấy đã ép buộc anh ta và em gái Ayumi chuyển đến học viện Hoshinomi, một ngôi trường dành cho những học sinh có năng lực siêu nhân. Hội học sinh của trường được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi những thanh thiếu niên lạm dụng sức mạnh của họ. Như buộc phải tham gia hội học sinh và cùng nhau họ phải đối mặt với những thử thách ghê gớm, đưa cậu đến gần hơn với sự thật gây sốc rằng khả năng của chính cậu dường như chưa hoàn thiện có thể mạnh hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng. Hai, Hataraku Mausama, thể loại hài hước fantasy lãng mạn siêu nhân ác quỷ. Đánh vào trái tim của những con người nỗi sợ hãi, chúa quỷ Satan bắt đầu chinh phục vùng đất Ente Isla với đội quân quỷ khổng lồ của mình.
Tuy nhiên, trong khi bắt tay vào nhiệm vụ tàn bạo để chiếm lấy lục địa, những nỗ lực của anh ta đã bị cản trở bởi người anh hùng Emilia, buộc Satan phải rụt lùi nhanh chóng thông qua một cánh cổng chỉ để hạ cánh xuống thế giới loài người, cùng với vị tướng trung thành của mình, Aziel. Con quỷ thấy mình bị mắc kẹt ở Tokyo ngày nay và thề sẽ trở lại, hoàn thành cuộc chinh phục Ente Isla của mình. Có nghĩa là nếu chúng có thể tìm được đường quay trở lại. Bất lực trong thế giới không có phép thuật, Satan giả dạng thành một con người có tên là Sadamau và bắt đầu làm việc tại McDonald's, một nhà hàng thức ăn nhanh ở địa phương để kiếm sống ngày qua ngày. Anh sớm nhận ra rằng mục tiêu chinh phục Ente Isla của mình là không đủ khi anh ta quyết tâm leo lên bậc thang của công ty và trở thành người thống trị trái đất, khiến khách hàng hài lòng tại mọi thời điểm. Cho dù đó là công việc bán thời gian, công việc gia đình hay chỉ đơn giản là cố gắng trả tiền thuê nhà đúng hạn. Hataraku Mausama miêu tả một cái nhìn vui nhộn về những khía cạnh trần tục nhất của cuộc sống hàng ngày, tất cả đều thông qua con mắt của một chúa quỷ dũng cảm. Một Platinum Man, thể loại tâm lý siêu nhiên drama shonen. Sau cái chết của cha mẹ mình, Mirai Kakehashi trẻ tuổi bị bỏ lại với sự chăm sóc của những người họ hàng ngược đãi. Kể từ đó, anh ta trở nên ảm đạm và trầm cảm, dẫn đến việc anh ta định tự tử vào buổi tối tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuy nhiên, Mirai được cứu bởi một cô gái có tên là Nase, người tự giới thiệu mình là một thiên thần hộ mệnh mong muốn mang lại cho anh ta hạnh phúc, bằng cách ban cho anh ta một sức mạnh siêu nhiên và cơ hội trở thành một vị thần mới. Để giành được vị trí này, anh ta phải đánh bại 12 ứng cử viên thần khác trong vòng 999 ngày. Ngay sau đó, Mirai bắt đầu cuộc đấu tranh để tồn tại khi một trận chiến kinh hoàng nổ ra giữa anh và những ứng cử viên khác khi đang tìm kiếm cơ hội để có được sức mạnh lớn nhất trên thế giới. 10 anime có main mạnh mẽ lại luôn giấu nghề mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.